Này này cô em chớ buồn, trời làm ra em sẽ cho thêm điều may. Này này cô em chớ lo, Tết thì thiên thang sẽ cho tiền vui mang về. Trời mà chưa vui vẫn tiên trời, buồn giàu hôm nay sẽ tươi cười ngày mai. Đây còn bao nhiêu nắng xanh thì còn xoay nghiêng tóc em xanh rất xanh. Mùa xuân trong mắt, dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đập rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Này này cô em cứ cười cười, mỗi ngày chơi vui sẽ thêm trăm ngày vui. Trời đến cho em đó thôi, đời làm ra hoa rất thơm cho em đây này. Lòng người không ai vẫn tin người, bạn bè xung quanh vẫn thương em kia em. Còn nhiều không gian ước mơ, còn nhiều con tim rất ngây thơ, ngây thơ. Về bên em đây, dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Cẩm Nhung có giọng nói dễ chịu ha. Vâng, cô ấy có thể làm ca sĩ, có thể làm MC, bởi vì có giọng nói rất là dịu dàng, lại có vẻ đẹp hút hồn nữa. Diệu nè, bây giờ thì em có thể kể cho chị nghe mọi thứ mà em muốn. Có phải em đang muốn nói cho chị nghe về mối tình của em và anh An Đông, đúng không? Không phải là mối tình của anh An Đông, mà là mối tình của em ạ. Thật sự em phải kể cho chị nghe tất cả mọi chuyện, bởi vì chị đã tin tưởng em. Em biết sau khi xong việc ở đây và về thành phố, ai đó sẽ nói cho chị nghe chuyện của em. Nhưng em muốn chính em sẽ nói cho chị nghe và hiểu cho em, chứ không phải nghe qua người khác. Ừ. Em kể đi. Chị nghĩ là chị sẽ hiểu được những gì mà em muốn nói. Ngồi xuống đây đi. Chị đang lắng nghe em đây. Chị à, thực sự thì đôi lúc em nghĩ mình như một cô gái rẻ tiền và vớ vẩn nào đó. Nhưng có lẽ câu chuyện tình của em nó không phải là tình yêu, bởi vì tình yêu phải là sự rung động từ hai người. Nó chỉ là tình yêu đơn phương của em mà thôi. Nhưng thật sự là mối quan hệ của em và anh An Đông không còn nữa đã làm em rất là đau buồn. Có những lúc em tưởng tượng là mình không thể nào sống nổi nữa, và em đã thất vọng rất là nhiều. Ê, gì đấy? Quà cho mình à? Tấm thiệp của anh Đông gửi Nguyên Diệu. Đây. Cậu tỉnh ngộ dùm cho mình, đính chính lại đi. Đây không phải là những tấm thiệp mà anh Đông gửi cho Huyền Diệu, mà chính xác là đây là những tấm thiệp mà do tay Mạnh viết nhân danh của anh Đông. Rõ ràng như vậy mà cậu còn bị choáng hả? Nhưng nó là một phần của sự thật, và sự thật là nó đang hiện ra ngay ở trước mặt của mình. Này. Và nó làm cho tớ cảm thấy rất đau. Này cậu, cậu là một người đàn bà thông minh lắm mà. Bây giờ hãy sử dụng cái trí thông minh của cậu đi. Hãy hiểu, đây là toàn bộ kế hoạch mà lão Mạnh đã vạch ra sẵn để cho anh An Đông thực hiện. Mà trong phần này anh An Đông là một nam diễn viên chính. Đơn giản thế thôi. Tớ biết điều đó, nhưng mà lý trí cũng không làm cho tớ bớt đau. Tớ cứ nhìn thấy nó, tớ cảm giác như nó là con dao, nó xoáy sâu vào trong lòng của tớ vậy. Tớ không thể nào, cậu biết không, ngày nào, đêm nào tớ cũng tưởng tượng ra cái hình ảnh khủng khiếp đó. Tớ không thể nào tớ chấm dứt cái việc mà cứ nghĩ đến chuyện là An Đông đến gần Huyền Diệu rồi tán tỉnh rồi hôn hít và thậm chí quan hệ với cô ta. Nhưng tớ nghĩ, tớ cảm thấy bị mất mặt. Tớ cảm thấy bị xúc phạm. Thà
thà rằng cái người đàn bà đó, cái người đàn bà mà anh ăn đông lên giường cùng là một người nghiêng nước nghiêng thành đi. Thằng này. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện mà tôi biết vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Tôi vẫn cảm thấy ở đáy sau đó có cái gì đó. Còn rất nhiều chuyện mà tôi không hề biết. Chuyện riêng của bọn họ. An Đông huyền diệu mạnh. Dối trá. Lừa đảo. Tôi căm ghét nó. Đốt hết đi. Coi làm gì cho buồn. Em làm tất cả theo yêu cầu của anh ấy. Từ việc lập báo cáo tài chính tổng hợp khách hàng cho đến thành lập công ty. Đối với em, được một người như anh ấy bảo vệ, giúp đỡ và tin cậy thì em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho anh ấy. Một người đàn ông đẹp trai, hào hoa, tin cậy em, đối với em nó giống như là một giấc mơ. Và giấc mơ đó thì không bao giờ có thật cả. Chị biết không, chẳng khác gì khi chị đến rạp chiếu phim chỉ để ngắm người đàn ông trong mộng của mình hàng mấy giờ liền. Chị thấy đấy, anh An Đông ở bên em có đến 12 giờ một ngày. Với em, được ở bên cạnh anh ấy, được ngắm nhìn và nói chuyện hàng giờ với anh ấy đã là một hạnh phúc quá lớn mà trước đó không bao giờ em dám nghĩ đến. Chuyện đó đáng lẽ chỉ dừng lại ở mơ mộng của riêng em. Nhưng đến khi anh An Đông này ra một ý định thành lập một công ty con để cứu SBBT, em vừa yếu đuối, vừa mù quáng nên đã chấp nhận trò chơi của anh ấy. Mai Lan, lại đây. Cậu làm gì đấy? Tôi không muốn giữ cái đống rác rưởi này trong phòng nữa. Đem trả lại cho chủ, xem thái độ của anh ta thế nào. Khỏi phải trả, đây. Đốt đi, xé đi, không thì bỏ nó vào thùng rác, chấm hết. Tớ cũng định như vậy rồi. Nhưng sau đó tớ nghĩ lại, tớ nghĩ là tốt nhất là đưa cho anh ý. Để xem, biết đâu, anh ấy muốn giữ lại làm kỷ niệm của một cách làm ăn mới, chẳng hạn. Một cách làm ăn đột phá trong kinh doanh. Và nhờ cách đó thì cả cái công ty này bị giao vào tay của một kẻ xa lạ lừa đảo. Thôi. Tôi lạy bà nhá. Hay là bây giờ bà với con bé huyền diệu có cùng một suy nghĩ với nhau? Này, không bao giờ. Cậu nghĩ cái gì thế? Nó nghĩ là nó có thể qua mặt tớ rồi bè cánh với ở An Đông à? Nó nghĩ nó là ai? Nó nghĩ nó có thể lấy tất cả từ tay của tớ, kể cả An Đông. Tớ nói cho cậu biết, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Chị Cẩm Linh à, em nghĩ mình thật quá ngây thơ. Đến bây giờ em vẫn không nghĩ là anh ấy bày trò yêu đương tán tỉnh đối với em chỉ để nhằm cứu SBBT khỏi rơi vào tay kẻ khác, kể cả em. Ở bên anh ấy, được anh ấy giả vờ yêu thương, em đã lú lẫn, mù quáng. Em sống trong đam mê và gần như bị tê liệt không còn biết gì nữa. Em cứ như sống trên thiên đàng, sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy. Em à. Chào anh. Có chuyện gì không em? Em khỏe không? Em khỏe, cảm ơn anh. Hỏi gì hay thế? Hay là anh nghĩ lẽ ra em phải tự tử thì mới đúng hơn? Không đâu anh yêu ạ. Em vẫn còn phải sống sờ sờ ra ở đây để xem mọi người vật lộn như thế nào với tất cả những thứ còn lại ở công ty này. Đây là những thứ huyền diệu bỏ lại trong văn phòng của em. Một đống rác. Em định quẳng nó đi rồi. Nhưng mà sau đó em nghĩ tốt nhất nên trả lại cho anh để anh tự định đoạt. Anh có thể kiểm tra lại nếu như anh muốn. Anh chả giữ lại thứ gì cả. Biết. Hai đây không phải là việc của anh mà là việc của anh Mạnh. Em biết. Bởi vì chỉ có anh Mạnh là người duy nhất phải vắt kiệt sức lực và công sức ra để viết ra những lời lẽ bay bướng vào trong những tấm thiệp này. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở ra thì cũng chả liên quan gì đến anh đúng không? Anh quyến rũ cô ta yêu anh. Dù cả hai người thản nhiên đóng kịch trước mặt mọi người coi như là không có chuyện gì xảy ra. Anh không còn coi ai ra gì nữa. Anh còn muốn thanh minh về điều này. Nhà anh hủy hôn, đó là sự thật. Mai Lan à. Tại sao anh làm như vậy? Anh nghĩ anh làm như vậy là anh đang hy sinh vì công ty này à? Anh không muốn. Anh không thể cưới em và anh cho cô ta cơ hội có được anh. Rồi anh giao toàn bộ quyền kiểm soát công ty này vào tay của cô ta. Nhưng thế đã đủ chưa? Còn lý do nào khác bây giờ anh nói cho em nghe. Em đang nghe đây.
Anh không muốn nói về chuyện này nữa. Tại sao? Tại vì sắp tới chúng ta còn một buổi họp với ba anh, với luật sư. Anh không muốn chúng ta gây với nhau vì những chuyện đã qua. Vậy thôi à? Anh không muốn gây với em. Vậy tại sao từ trước giờ có bao nhiêu thời gian anh không tìm ra một khe hở nào đó để anh nói cho em biết tất cả những mưu đồ đó của anh đi? Mai Lan à, em bình tĩnh lại đi. Thật sự trong lòng anh không muốn làm tổn thương em thêm nữa. Đừng có bắt anh làm như vậy. Thật sự, em luôn canh cánh vì nỗi ân hận, dày vò khi nghĩ tới chị Mai Lan. Ngay khi em bước chân vào làm việc ở SPPT, em đã biết là hai anh chị ấy sắp làm đám cưới. Trong suốt thời gian làm ở SPPT, Phương Trinh là người thường xuyên kênh kiệu với mọi người và cô ấy đặc biệt căm ghét em. Chào cậu. Sao? Thế chàng đã nói gì với nàng? Có cái gì đó còn sâu sắc hơn tớ tưởng nhiều. Con bé đó còn giấu mình rất nhiều chuyện. Là sao? Cậu đứng nói với mình là anh Đông yêu con bé Huyền Diệu. Thôi làm ơn. Đủ rồi. Cậu đừng có làm cho mình muốn tự tử. Họ muốn tự tử ở đây cũng khá cao đó. Đi ra kia mở cửa sổ nhảy xuống cái đồng xong à. Tôi không biết. Bây giờ thực sự tôi không thể suy nghĩ được nữa. Nhưng mà nếu nhìn vào những bức thư mà anh Mạnh viết thì rõ ràng là không phải cái chuyện vớ vẩn đấy. Nhưng mà tôi biết mọi chuyện không hề đơn giản. Nó thực sự nghiêm trọng hơn những gì mà tôi đã suy nghĩ. Và tôi biết chắc là con bé đó là nguyên nhân chính trong tất cả mọi chuyện. Em thật sự rất thương chị Mai Lan. Những mặc cảm, tội lỗi và vì thương chị ấy đã khiến em không thoải mái khi đi đâu đó với anh An Đông. Nhưng cuối cùng thì em cũng hiểu ra một chuyện. Anh An Đông không hề yêu chị Mai Lan. Chào sếp Mạnh. Chào mọi người. Anh khỏe chứ ạ? Tôi vẫn khỏe. Mọi việc vẫn ổn chứ? Dạ, ổn mà. Anh Mạnh. Chào Mai Lan. Em quên đi chúc mừng anh. Suốt bao nhiêu lâu nay em thật là thiếu sót có bởi vì không nhận ra một nhà văn đại tài đang ở ngay bên cạnh mình. Anh nghĩ cái gì vậy anh Mạnh? Anh nghĩ cái gì khi anh viết ở trong lá thư là anh sẽ không cho anh An Đông mượn nhà nữa bởi vì anh sợ hình ảnh của anh bị hoen ố? Điều đó chỉ có những người như các anh mới có thể nghĩ ra thôi. Mai Lan này, em đừng có hồ đồ như thế. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Thế anh nghĩ gì? Anh nghĩ là em chưa đọc những gì mà anh viết à? Em đã đọc sạch từng chi tiết một, từng chữ một. Và có những đoạn quan trọng đến mức mà em đang nhớ. Em nhớ thật kỹ ở trong đầu này để em đọc cho anh nghe nhé. Em cần phải nhắc lại để cho anh nhớ. Điều đó sẽ không diễn ra lâu đâu. Rồi anh sẽ sớm trở thành một người đàn ông hạnh phúc. Sẽ sớm có những em xinh đẹp vây quanh khi cô ấy trả lại công ty cho chúng ta. Anh Mạnh, lẽ ra anh nên làm chủ hôn cho đám cưới của chúng tôi mới phải đấy. Em đã tin vào tất cả những điều anh ấy nói, tất cả những lời hứa, thậm chí kể cả khi anh ấy nói là anh ấy yêu em. Cho tới khi em tìm thấy một bức thư, một lá thư mà cho tới nay mỗi khi nhớ lại, nó vẫn làm cho em đau khổ. Em sẽ không bao giờ quên được nội dung của lá thư đó, chị Cẩm Linh ạ. Xin chào. Thế nào, tâm trạng hôm nay đã tốt hơn chưa? Tốt hơn sao mà tốt hơn, khi đọc những lá thư này. Vậy mà Quyền Diệu đã đọc nó. Tôi cũng cố hình dung và tưởng tượng ra Quyền Diệu chịu đựng như thế nào. Bây giờ thì có lẽ là tôi với anh cũng hiểu là tại sao cái cư xử như vậy. Em đã cố câm lặng. Em mong ngày nào đó sẽ có giây phút mà mọi cái sẽ thay đổi. Lá thư đó chỉ là cơn ác mộng thoáng qua thôi. Nhưng sự thật không phải như vậy, em đã lầm và bị tổn thương ghê gớm. Vì vậy em tìm mọi cách chọc tức anh An Đông. Mà mối quan hệ của em và Ninh Lâm, nó thật là tốt đẹp và hạnh phúc. Em đã nhồi nhét vào đầu mọi người, Ninh Lâm là một doanh nhân giàu có, một tỷ phú trẻ tuổi đang theo đuổi em. Và sai lầm hơn nữa là em muốn chọc tức anh An Đông. Bằng cách em và Ninh Lâm đang phè phỡn bằng tiền của Vinamob, thực chất là tiền của SPPT. Chị biết không, trong cuộc chơi đó, rốt cuộc thì em lại là người thua đấy. Mặc dù đã có một vài lần em cố nghĩ rằng mình phải sống lý trí
khi biết sự thật trong bức thư của anh Mạnh viết. Nhưng rồi, chẳng hiểu làm sao em vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy và không thể nào hết yêu anh ấy được. Mạnh à, lá thư đó đã chấm dứt cuộc đời tôi. Thì chúng ta đã chấm dứt chuyện này rồi mà. Tôi không muốn anh nghe anh kêu ca nữa. Tôi không muốn nói, muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Mai Lan mới vừa ở đây nè. Cô ấy muốn tôi khai tất cả sự thật. Khai cái gì nữa? Tất cả mọi điều trong lá thư đều là bằng chứng, đều cho thấy anh có phải là yêu Huyền Diệu đâu. Mọi thứ đã quá rõ ràng, anh còn băn khoăn cái gì nữa? Tất cả mọi chuyện cứ đổ lên đầu tôi. Chưa xong đâu, Mai Lan đã nghi ngờ, muốn làm tanh bành hết luôn. Thì anh cho tanh bành luôn đi. Nhất là bét, quân tử, dám làm dám chịu. Tôi cũng muốn như vậy lắm, nhưng trong thời buổi này chưa được. Một lát nữa tôi phải họp với ba tôi, với luật sư, với Đăng Dương. Bây giờ tôi phải đây để đương đầu với họ. Những điều tai hại mà bức thư này gây ra cho Mai Lan không thể nào sánh được với Huyền Diệu. Chính cái lá thư này có lẽ là cô ta sẽ xa tôi mãi mãi. Tốt nhất là bây giờ anh đừng có than với thở nữa. Hãy khóc lóc và giận dữ đi. Cứ ngồi đấy mà than với chả thở. Người đi thì đã đi rồi. Nước chảy bèo trôi, bóng chim tăm cá. Tốt nhất là hãy quên cô ấy đi. Với lại tôi nghĩ là sau khi cô ấy đọc xong lá thư, chắc chắn là cô ấy sẽ căm thù anh cái tột độ. Và là anh phải cảm ơn trời Phật vì đến giờ này anh vẫn còn sống. Nhưng tất cả chỉ do anh sơ hở và hớ hênh nên mới để lộ cho tất cả mọi chuyện như thế này. Anh biết gì mà nói. Huyền Diệu không có như anh nghĩ đâu. Đúng là lúc đầu cô ấy có giận khi đọc lá thư này. Cô ấy tìm cách xa lánh tôi. Nhưng mà thời gian gần đây tôi có linh cảm là cô ấy vẫn còn thương tôi. Anh cũng thấy là cô ấy cũng đã ra kế hoạch để cứu tôi với anh rồi chứ còn gì nữa. Có lúc cô ấy đã quên bức thư này đi rồi. Khi gần tới thời điểm của cuộc họp quan trọng của hội đồng quản trị, em thấy thương và cảm thấy lo cho anh ấy. Đồng thời em cũng biết là đó là lúc em phải ra đi. Và điều tốt nhất là em nên nói sự thật với tất cả mọi người. Nhưng anh An Đông lại làm cho em cảm động. Và em nghĩ em sẽ làm theo ý muốn của anh ấy. Nhưng em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh Mạnh và anh An Đông. Anh An Đông đã nói với anh Mạnh là sẽ đưa em đi thật xa để anh ấy có thể yên ổn đám cưới với chị Mai Lan. Khi đó em không thể nào kiềm chế được bản thân mình. Em cảm thấy mình như là đang bị lừa dối. Em cảm thấy như mình không còn sức để chịu đựng nữa. Và em muốn, hay nói đúng hơn là em quyết định là đưa tất cả mọi chuyện ra ánh sáng để chấm dứt tất cả sự đê tiện. Chào hai bác ạ. Dạ thưa hai bác, hai bác có cần giúp đỡ gì không ạ? Cứ nói với cháu một tiếng, cháu đi làm ngay đấy ạ. Dạ thưa bác. Dạ cháu mời bác vào. Nhưng trước khi ra đi, em muốn anh An Đông biết là em đã biết hết tất cả. Vậy anh Đông đã phản ứng như thế nào? Anh ấy phủ nhận tất cả. Anh ấy nói là yêu em. Mặc dù lá thư mà anh Mạnh gửi anh ấy dành dành chữ viết ra đây. Em nghĩ anh ấy vẫn đang lừa dối em ấy. Giá như mà tôi có thời gian để giải thích cho cô ấy biết về những tình huống tại sao có những lá thư này. Cô ấy nếu cho tôi cơ hội để giải thích là đâu là lá thư của tôi viết, đâu là lá thư của anh viết, thì mọi việc nó cũng không đến nổi. Thôi nếu như anh muốn thì tôi sẽ viết cho Huyền Diệu lá thư để xin lỗi và trình bày tất cả mọi chuyện giúp anh. Dạ thưa hai sếp, hai bác đang đợi hai sếp ở bên phòng họp á. Cảm ơn chị Sâm. Dạ, tôi xin phép. Thôi thì sẵn sàng hiệp hai đi. Tòa án phúc thẩm, cẩu đầu trảm hay là treo lùng lẳng thì tùy thuộc vào các quan thôi. Con chào hai bác ạ. Chào con. Thế nào? Ổn hơn chưa con? Con khá hơn nhiều rồi ạ. Này, nhưng mà đã thật sự là ổn chưa? Hôm qua đáng lẽ là con nên ở lại cái chỗ hai bác thì đúng hơn. Tôi cũng đã mời cháu rồi mà. Tại con chỉ muốn được ở một mình cứ vậy thôi ạ. Không có gì đâu hai bác đừng lo. Này, có cần hai bác giúp đỡ điều gì không? Có. À, con muốn nhờ hai bác một việc là thứ nhất, con xin hai bác đừng cảm thấy có lỗi vì những gì anh An Đông gây ra cho con. Thứ hai, khi nói chuyện với con xin hai bác đừng tỏ ra thương hại con nữa. Nhưng hai bác cứ nói chuyện với con theo cách như vậy con cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Con thực sự không cần một sự cảm thông nào hết.
Hai bác hiểu cho con. Hiểu, hiểu con ạ. Xin chào mọi người ạ. Con chào mẹ. Con chào ba. Con ngồi xuống đi. Đăng Dương và các luật sư sắp tới đấy. Chào anh Đăng Dương ạ. Chào anh ạ. Chào các cô. Hai anh đi vào phòng họp trước, đợi tôi một chút. Tôi sẽ vào ngay. Chào Phương Trinh. Tôi không thấy xe của cô ở dưới bãi. Lẽ ra hôm nay nó phải đàng hoàng dựng ở dưới đó chứ. Thế gã bồ tỷ phú đó không cho cô tiền để chuộc xe à? Tôi nhớ đó đâu phải là chuyện của anh nhở? À, đúng, không phải là chuyện của tôi. Mà tôi cũng chẳng ngu gì để rơi vào chuyện đó cả. Nhưng tôi nhắc nhở cô, đồ vật đem cầm cố lâu ngày thì sẽ bị hóa giá và mất giá đấy. Cô Phương Trinh, cô không còn con đường nào khác đâu. Cô hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi đi. Tôi sẽ giới thiệu cô với những người bạn của tôi. Họ rất phóng khoáng và giàu có. Thế này nhá, cô ra giá đi, bao nhiêu, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Này Đăng Dương, đã bao nhiêu lần tôi nói là tôi không thèm dùng cái loại người như anh, và tôi cũng sẽ không bao giờ nhờ vả cái loại người như anh. Nên á, tốt nhất thì anh hãy im miệng lại đi. Tôi biết. Bởi vì không dễ dàng lấy tiền của tôi đâu. Để làm được việc đó sẽ rất nguy hiểm và khó khăn đấy. Nhưng với những người bạn tôi thì khác. Biết đâu cô thừa khả năng, vì họ rất là dễ dãi. Được không Phương Trinh? Tôi đoán là trong phòng họp có cà phê rồi chứ. Tôi không muốn có một nhân viên phục vụ dốt nát lại lười biếng như cô đâu. Xin chào mọi người. Ngồi xuống đi. Hôm nay chúng tôi mời mọi người đến đây để bàn giải quyết một vấn đề rắc rối liên quan tới pháp luật khá là nghiêm trọng mà công ty SBBT đang gặp phải. Chuyện rắc rối này nó không chỉ rắc rối vì vấn đề tài chính mà nó còn là vấn đề đạo đức. Có điều thật là đáng buồn, người gây ra điều này lại chính là con trai tôi, An Đông, nguyên tổng giám đốc công ty SBBT, đã dùng các thủ thuật rất là tai hại nhằm bảo vệ công ty. Anh Đăng Dương cũng đã trình bày sơ qua vấn đề này cho chúng tôi biết rồi. Tôi có thể xem các tài liệu được không? Có. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cả đây. Đây là quyết định thành lập công ty, giấy phép kinh doanh, rồi bản cân đối chung, các hợp đồng quảng cáo và cả những chi phiếu mà An Đông đã ký cho Vinamot. Trong này chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Đây là các bản cân đối chung của công ty Vinamot, giấy trao quyền quản lý công ty cùng quyền hạn trách nhiệm của cô Hoàng Hoa Huyền Diệu, chủ công ty Vinamot. Và hiện nay có thể nói rằng cô ấy đang thâu tóm cả SBBT. Rồi. Vậy cô Huyền Diệu có mặt ở đây không? Rất tiếc là cô ta không có mặt ở đây. Cô ta đã bị sa thải bởi vì những hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của SBBT. Cô ấy bỏ việc chứ không phải là bị sa thải. Đúng vậy, cô ta đã bỏ việc trước khi bị sa thải. Và thật trớ trêu là trong lúc chúng ta cần cô ta thì nhân vật VIP này lại đang du ngoạn ở đâu đó. Cô ta đẩy chúng tôi đến những tình huống rắc rối này rồi bỏ đi. Mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì đã đồng lõa với anh ấy. Trừ bác Anh Thi thì hầu hết các thành viên trong hội đồng quản trị SBBT đều không thích em. Anh Đăng Dương, chị Mai Lan, thậm chí là anh Sinh Tùng cũng vậy nữa. Họ soi mói hình thức bề ngoài của em. Không ai tin là em có thể làm trợ lý cho một tổng giám đốc như An Đông. Họ luôn luôn chế nhạo. Chế nhạo em để em càng rời SBBT càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ giữ những giấy tờ này để xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Nhưng chúng tôi muốn lưu ý với quý vị một điều là tất cả những chứng từ này vẫn không đủ để chúng ta giành lại công ty đâu. Cô Hoàng Hoa Huyền Diệu sẽ phải trực tiếp làm việc với chúng tôi.
nhưng cô ấy đang muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này càng sớm càng tốt. Quý vị phải thông báo với cô Huyền Diệu tất cả những nội dung của các cuộc họp và luật sư của cô ta nữa. Chúng ta biết quá trình kiện tụng của công ty SDBT sẽ diễn ra như thế nào. Làm sao để bọn họ không khởi kiện và trao lại công ty cho chủ đích thực của nó càng nhanh càng tốt. Vì vắng mặt cô Huyền Diệu và luật sư của cô ấy, cuộc họp của chúng ta tạm phải dừng ở đây. Và chúng tôi hẹn lại quý khách ngày mai. Chúng tôi cần cô Huyền Diệu có mặt. Vâng. Anh Đông, con gọi ngay cho Huyền Diệu đi. Xin cô ấy bằng mọi cách về giúp chúng ta đi. Con xin lỗi ba. Chính con bây giờ cũng không biết Huyền Diệu ở đâu nữa. Không được. Ba không cần biết chuyện đó. Ba muốn rằng ngày mai phải có mặt Huyền Diệu ở đây. Bằng tất cả mọi cách con hãy làm đi. Thôi. Cuộc họp đến đây là giải tán. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai cũng vào giờ này. Cô xin phép. Xin lỗi mọi người. Em không muốn mình là nguyên nhân khiến mối quan hệ của chị Mai Lan và anh An Đông đổ vỡ. Chính vì vậy em chỉ để lá thư photo trong tài liệu của anh An Đông và anh Mạnh thôi. Nhưng chị Mai Lan đã thiếu bình tĩnh, xúc phạm em và gây tổn thương cho em, buộc em phải cho chị ấy hiểu những chuyện buồn mà em đã trải qua trong thời gian qua. Nhưng trước khi ra đi, em đã nói với chị ấy rằng anh An Đông vẫn là của chị ấy. Chị à, đây là tất cả mọi chuyện của em. Tâm sự được với chị em thấy nhẹ cả người. Em nói ra hết được tất cả những điều đó cho chị. Chị cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng có lẽ chuyện này cũng sẽ không thể nào làm cho em dơi bớt được mặc cảm tội lỗi đâu. Diệu à. Em biết chứ. Chính vì thế nên em nói là sẵn sàng giải quyết một cách sòng phẳng với những chuyện xảy ra suốt quãng đời còn lại của em mà. Cho dù với bất kỳ một lý do gì thì chị cũng đã mang tới đây một Huyền Diệu mạnh mẽ, thông minh, năng động và chân thành như chị đã từng biết. Biển sẽ làm cho em cảm thấy dễ chịu và sáng suốt hơn. Chị muốn khi nào trở về thành phố, Huyền Diệu của chị sẽ trở thành một con người khác. Chị tin là sau cú sốc này, em của chị sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn và cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Vâng, em cũng muốn vậy. Em muốn sau khi trở về, cuộc sống của em không phải là cuộc sống trước kia nữa. Em sẽ là một Huyền Diệu khác. Giờ tôi không biết Huyền Diệu ở đâu mà tìm nữa. Anh không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Tốt nhất bây giờ là nên gọi điện về nhà Huyền Diệu đi và giải thích tất cả với họ biết. Rồi họ sẽ liên lạc với Huyền Diệu giúp anh. Được. Ngoài Ninh Lâm ra, nhà của ấy chẳng ai biết gì hết á. Không lẽ bây giờ gọi điện thoại cho ba của ấy rồi trình bày hết tất cả mọi việc, những gì mà tôi đã làm với con gái của ổng hả? Để cho ổng xách dao ổng được tôi hả? Anh phải lựa chọn. Hoặc là đối đầu với ba anh, hoặc là đối đầu với Huyền Diệu. Anh chỉ còn một kẽ hở duy nhất để thoát thân thôi. Ok, xong rồi, Cẩm Nhung, em có thể nghỉ. Dạ. Chào chị, em có thể ngồi đây được không ạ? Cứ ngồi đi, tự nhiên ạ. Mệt quá. Chị làm trợ lý cho chị Cẩm Linh được lâu chưa ạ? Được vài ngày thôi. Em này, cho chị hỏi một câu được không? Dạ. Một cô gái xinh đẹp như em mỗi lần soi gương chắc là sung sướng lắm nhỉ, hạnh phúc lắm nhỉ? Ít ra là không phải với em. Vì bây giờ trước khi ra khỏi nhà là em phải trang điểm, rồi quần áo, đầu tóc phải thật là chỉnh chu. Nếu ai mà khen chị đẹp chắc chắn chị cũng sẽ soi gương nhiều hơn đấy. Cảm giác khi được đăng quang hoa hậu em thấy thế nào? Cứ như trong mơ ấy. Tại vì từ trước tới nay mọi người đều nghĩ rằng chị em là người xinh đẹp và giỏi giang nhất nhà. Em cũng không nghĩ là mình sẽ được đăng quang nữa. Chị nghĩ em cũng là một người thông minh giỏi giang cơ mà.
bây giờ thôi. 5 đến 10 năm tuổi thì mọi chuyện rất là khác. Lúc đó em gầy, cao, da thì đen nhẻm. Bọn con trai đi chơi với em mà toàn thích chị gái em. Rồi bọn nó làm em tủi thân lắm. Nhưng mà chị không nghĩ làm sao mà em lại có một thân hình cân đối như thế này và rạng rỡ như thế này. Em cũng tập luyện nhiều. Cũng có người khuyên em là nên đi tập thể hình hay là uống thuốc bổ á. Nhưng mà cuối cùng thì em đi tập yoga và tập bơi thì mọi chuyện cũng tốt lên rất là nhiều. Tăng cân chắc khó khăn lắm em hả? Dạ, khổ nhất là những lúc leo lên giày cao gót đó chị. Thời gian đầu lúc nào chân em cũng sưng tấy và đau buốt luôn. Cũng bỏ công. Bây giờ em thành tâm điểm của sự chú ý. Em trở thành người trong mộng của các chàng trai rồi. Một người là đủ rồi chị ơi. Một năm sau khi em đăng quang thì bạn trai em đã phải vất vả rất là nhiều. Em cũng phải bảo lưu 2 học kỳ rồi. Thực sự bây giờ em cũng chỉ muốn trao lại vương miện cho người khác và sống một cuộc sống bình thường thôi. Nhưng sau khi đăng quang em có nhiều niềm vui, thoải mái và em có rất là nhiều cơ hội mà. Thì cũng có nhiều cơ hội nhưng mà cũng có nhiều áp lực lắm chị. Nhiều lúc em cười nói rất là vui vẻ nhưng mà cũng chỉ là xã giao thôi. Cẩm Nhung ơi, đi theo em. Dạ vâng ạ. Bây giờ chị còn được sung sướng thảnh thơi hơn em đấy. Hẹn gặp lại chị sau nha. Bye bye. Hẹn gặp lại. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Tình hình bây giờ là rất là kinh khủng. Lạm phát là 2 con số. Người thất nghiệp thì bây giờ là nhiều hơn là việc làm nữa. Mà tôi giờ tôi có tìm được việc làm gì nữa đâu. Cho phù hợp với tôi nữa. Đó, coi báo đây kìa. Tuần nay mà không tìm được việc gì hết trơn. Mời bà nè. Tôi tính là tôi tính mở công ty á. Nếu bây giờ tôi mở công ty thì ít nhất là tôi cũng có một thằng nhân viên vô công rỗi nghề là cái thằng Đinh Lâm. Hai kẻ thất nghiệp sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau tìm cơ hội. Để bây giờ vượt qua cái thời buổi mà gạo châu củ quế này, quyết định vậy đi. Thôi mà, ông tha cho Đinh Lâm đi, ông để cho nó yên đi. Chắc là mấy ngày nay nó đang đi tìm việc làm rồi. Rồi lôi con Diệu nó chết trời. Bây giờ nó đang bôn ba nơi đất khách quê người đó, đi làm thuê cho cái cô Cẩm Linh gì đó để kiếm tiền. Tội nghiệp con nhỏ mà không biết lương được bao nhiêu nữa. Bà có hỏi con mình là nó được trả lương bao nhiêu không? Ông đừng có lo. Ông biết không, nó nói là bây giờ nó thấy công việc hình như là không phù hợp, cho nên là nó sẽ về nhà thôi việc, về nay mai thôi. Nói tôi vẫn lo cho con thôi. Ủa? Hôm bà nói nó đi về là sao? Thì nó nói với tôi như rửa. Nó nói là chẳng công việc rồi, cho nên là không làm nữa, nó về nhà. Về nhà? Ừ. Vậy thì bà gọi điện kêu nó về liền cho tôi. Hả? Hả? Không ai có quyền bắt buộc con mình làm cái điều gì mà nó không thích hết trơn rồi á. Tôi nóng ruột lắm rồi, kêu nó về liền đi. Thôi ông ơi, chuyện mà tôi vừa nói về ông á là chuyện bí mật, có người muốn nói đâu. Gì con có chuyện bí mật đó là sao vậy? Thì tại vì á, con sợ ông, nói ông là hay la mắng nó, hay bắt né bắt nẹt nó. Cái gì? Sợ tôi la mắng nó là sao? Hả? Tôi la mắng nó là tôi muốn khôn cho nó. Trời đất ơi trời, con cái nó đang tha phương cầu thực như vậy á, tội nghiệp nó chứ. Đó, bà phải kêu nó về. Đó. Để tôi. Lần trước bà đã nghe rồi, lần này để tôi. Chắc con Diệu nó gọi điện về đây. Alo. Bà Nguyễn Diệu. Nói chuyện. Hỏi con Nguyễn Diệu ở đâu? Ai vậy? Ai gọi mà không nói chuyện vậy? Alo, làm ơn cho tôi nói chuyện Huyền Diệu một chút ạ. À, con gái tôi nó không có nhà.
mà ai vậy? Dạ, cháu chào bác ạ. Dạ, cháu là bạn cùng lớp với Huyền Diệu ạ. Bác có thể làm ơn cho cháu xin số điện thoại riêng của Huyền Diệu không ạ? Cháu có một chút việc gấp cần gặp Huyền Diệu ạ. Bác nào? Dạ, cháu là Phong ạ. Phong gì? Thì dạ, cháu là Phong hồi học đại học chung Huyền Diệu đó bác nhớ không? Mà còn tốt nghiệp xuất sắc cùng Huyền Diệu nữa đó. Dạ, thì các bạn ở trong khoa giao cho cháu nhiệm vụ là phải liên lạc với Huyền Diệu để mời Huyền Diệu dự lễ tổng kết cuối năm ạ. À, bác cho cháu gặp Huyền Diệu một chút ạ. À, vậy à, bạn học cũ à? À, cậu Phong à? À, tiếc quá đi. À, con gái tôi hiện tại giờ nó không có mặt ở thành phố. À, Huyền Diệu đi du lịch hay là đi công tác hả bác? Vậy chừng nào Huyền Diệu về ạ? Mà cậu là ai? Tự nhiên sao hỏi cho con gái tôi kỹ vậy hả? Hả? À, cái Diệu thì nó cũng không có muốn cho người ta biết cái điểm nó đến đâu. Mà nguyện vọng của tôi cũng không muốn cho ai biết trơn đó. Để đảm bảo sự an toàn cho con gái tôi đó mà. Mà sao tự nhiên cậu hỏi vậy? Hả? Thì cháu đã giải thích với bác từ lúc đầu á, là nhiệm vụ của cháu là phải liên lạc được với Huyền Diệu để mời Huyền Diệu dự lễ tổng kết cuối năm ạ. Cho cháu gặp Huyền Diệu một chút ạ. Nói mời bác gái. Mời bác gái ra nói vậy. Bác ơi, cho cháu gặp bác gái một chút ạ. Nói chuyện với vợ tôi hả? Cậu là người xa lạ, tự nhiên là đòi nói chuyện với vợ tôi là sao? Dạ, cháu có một chuyện riêng cần hỏi nhỏ bác gái một chút ạ. Bác làm ơn đi cho cháu gặp bác gái một chút ạ. Nói chuyện riêng hả? Nói chuyện riêng với vợ tôi. Có đây. Đây. Nói chuyện riêng nha. Nói chuyện riêng. Đừng gây rắc rối nữa, ông lý thiệt á. Alo. Dạ. Dạ, bác chờ máy một chút ạ. Úi giời, đúng lão già khu tập vít. Hỏi như hồi khẩu cung, va mồi hột. Dạ, chào bác, cháu ăn đông nè. Bác ơi, bác đừng có nói với bác trai là bác đang nói chuyện với cháu nha. Dạ, cháu đang có việc rất cần gặp Quyền Diệu. Bác có biết Quyền Diệu hiện nay đang ở đâu không bác? Dạ, thưa không được mô. Tại vì ông gia tôi đã nói rồi, mà con gái tôi đã ra khỏi thành phố, cho nên là tôi không biết là khi mô nó về. Dạ, cháu biết, nhưng mà cháu không thể gặp bác trai được, thì cháu sợ mọi việc nó trầm trọng thêm. Công ty mọi người đang chờ Quyền Diệu, có rất là nhiều việc cần giải quyết, mà Quyền Diệu lại có hẹn với luật sư nữa. Dạ, tài rắn rửa à? Thì như là cháu nói vừa với bác đó, là Quyền Diệu đi mà còn rất là nhiều việc dang dở chưa có giải quyết xong. Đúng 10 giờ sáng ngày mai, Quyền Diệu phải có mặt công ty để gặp luật sư để giải quyết công việc. Ôi cháu ơi, rắc rối rửa à? Dạ, rắc rối lắm, tình hình mọi việc công ty đang căng thẳng lắm, cho nên là cháu rất là cần gặp Quyền Diệu. Bác có biết Quyền Diệu ở đâu không? Hay là cho điện thoại để cháu liên hệ với Quyền Diệu? Dạ, xin lỗi là tại vì tôi quên hỏi số điện thoại của nó rồi. Thôi Bi Chư, như vậy này hỉ. Dạ, khi bố mà nó điện thoại về á, thì tôi sẽ nói lại tất cả những gì mà anh nói cho tôi. Được không ạ? Dạ bác ơi, bác nhớ dặn Quyền Diệu là liên lạc với cháu gấp nha bác. Rất là cần, dạ rất cần, cháu chờ nha bác. Dạ, anh cứ tính tôi sẽ nói như rửa ạ. Sao tình hình sao? Chẳng có gì hết, cũng kêu là hẹn, nhắn với Quyền Diệu gọi lại. Ui giời, thế thông tin có như hôm qua có cái gì mới đâu. Thôi thì chờ vậy, xong ngày mai có gì mới không? Chứ bây giờ tôi nói cái gì nữa giờ? Tôi nói tình hình công ty đang rối ren lên, rồi hẹn lập luật sư cần giải quyết, tôi nói hết như đó rồi. Muốn nói gì nữa giờ? Thôi, tôi biết anh đang dễ bị kích động. Anh cứ ngồi lại và tự giải quyết tâm lý một mình đi, nhé. Nè ba, cậu ta là ai hả? Chẳng lẽ bà với con Diệu quen chung một người bạn trai hay sao vậy hả? Trời ơi, anh ta là đồng nghiệp của nó, cần gặp nó. Đồng nghiệp của nó mà tại sao lại không nói chuyện với tôi mà lại đi nói chuyện với bà là sao? Tôi không biết. Có lẽ là tại vì ở trong công ty Huyền Diệu á, là người ta ngại ông vì ông là hay khó chịu, cho nên người ta như rửa. Khó chịu là sao? Ý bà nói vậy là tôi là bất lịch sự với khách của con Diệu đó phải không? Hả?
Tôi sẽ nói chuyện với thằng cha này để cho cha này biết cái nếp nhà này như thế nào. Hả? Tại sao mà cha không nói chuyện với tôi mà lại đi nói chuyện với vợ tôi là sao? Trời ơi, bà nói cái số điện thoại của nó cho tôi gọi, tôi nói chuyện liền nè. Thôi mà trời ơi, đừng phiền phức nữa. Này, bây giờ ông đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi là sẽ bớt căng thẳng, hiểu chưa? Bây giờ ông bớt bực bội liền á, đi nghỉ ngơi đi. Đi đi. Nghỉ ngơi là sao? Tự nhiên đang nói chuyện cái tôi đi đuổi tôi đi nghỉ ngơi là sao? Hả? Như lẽ giờ là bà hất hủi tôi vậy à? Trời ơi, ai mà dám hất hủi ông? Ông thiệt á. Nè, tôi nói thiệt thì ông là người bạn đời tốt nhất mà tôi gặp á. Tôi không dám hất hủi ông đâu. Rửa đi. Rửa bỏ tay ra đi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bà nói một câu nghe nó mát ruột chút. Biết giận dịu nó sao. Chị à, thế là chị Thái Uyên sắp đến rồi. Em có cơ hội được tiếp xúc với chị ấy. Thái Uyên bây giờ càng ngày càng nổi tiếng ha. Cô ấy đa tài lắm nha. Nào là biết hát nè, biết múa nè, khiêu vũ cũng rất là đẹp nè. Rồi đóng phim rất là nhiều, có rất là nhiều dự án phim quốc tế mời cô ấy. Bây giờ còn lấn sân sang cả sân khấu rồi còn làm MC nữa đó. Em rất thích những phim mà chị ấy đóng, vừa duyên dáng, vừa đầm thắm. Nhưng mà chị ấy tới đây làm gì vậy chị? Cô ấy tới theo lời mời của ban tổ chức tham dự với tư cách là khách mời giao lưu đó mà. Bởi vì nếu như cuộc thi của chúng ta mà có được những gương mặt nổi tiếng và uy tín giống như cô ấy á, thì cũng sẽ có thêm nhiều màu sắc. Khán giả cũng nhờ đó mà chú ý đến cuộc thi của mình nhiều hơn. Ê, cô ấy tới rồi kìa. Ôi, chào Thái Uyên. Ôi, chào Cẩm Linh. Chào Cẩm Cẩm Linh. Ừ, mình cũng vậy. Mệt không? Không. Chuyến bay tốt hả? Ừ, chuyến bay rất là tốt. Giới thiệu, đây là Huyền Diệu, trợ lý của mình. Chào Huyền Diệu. Vâng, chào chị ạ. Huyền Diệu nãy giờ cứ nhắc về Thái Uyên hoài, bây giờ thì được gặp mặt rồi đó. Ôi, cảm ơn Huyền Diệu. Hey, Cẩm Linh này, lần đầu tiên Uyên tới đây, thành phố biển thật là tuyệt vời. Ừ, trời ơi Uyên ơi, Uyên mà được thả mình ở trên cát trắng ha, xong rồi được lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, rồi được từng đợt sóng ập vô mặt, sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, Diệu ha. Wow, nghe Cẩm Linh tả thì Uyên đã thấy mê rồi, nhất định khi nào lấy chồng Uyên sẽ đến đây nghỉ tòa trăng mật á. Wow, nhớ đó nha. Như vậy thì lúc đó Huyền Diệu này, Cẩm Linh này sẽ được hy vọng là đến đây chung vui trong ngày đại hỷ của Thái Uyên ha. Chắc chắn, nhớ đi nha. Con người và cảnh vật nơi đây làm cho Uyên cảm thấy rất là dễ chịu, thấy thật là gần gũi với mình. Uyên bắt đầu thấy yêu nơi đây rồi đấy. Ok, Uyên sẽ còn được ngắm nhìn cảnh vật nhiều hơn nữa. Nhưng mà trước mắt là Uyên phải lên phòng ngay, phải nghỉ ngơi rồi thay đồ. Chúng ta sẽ đến dự buổi chiêu đãi của ban tổ chức dành cho những khách mời đặc biệt. Rồi, thôi, bây giờ chúng ta đi lên phòng ha. À, quên nữa, trong buổi tiệc tối nay, Uyên sẽ được nhảy thoải mái. Phải không? Chúng ta cùng nhảy ha. Rồi, thôi đi. Okay. Ha.